Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ ben thủy lực một chiều dành cho xe 3 bánh, 4 bánh, nâng tải hàng, tải trọng 1,5 tấn, quay đầu. Sản phẩm sẽ bao gồm cây ben và phụ kiện giá đỡ, đầu đỡ. Cây ben sẽ có hai loại cho khách hàng lựa chọn. Đối với tải trọng nhiều, khách hàng có thể mua cây xanh, đường kính của nó là 110, còn cây đỏ là đường kính 90. Và tất nhiên thì cây xanh nó sẽ đắt hơn cây đỏ, chênh nhau giá 100.000 đồng. Tiếp theo đến cái phần chính của bộ nguồn, đấy chính là bộ nguồn thủy lực. Nguồn này thì bên em có các loại 12V và loại 48, 60, 72V. Dành cho xe điện thì thường thường sẽ là 48, 62, 70 là dùng chung. Như loại này là sử dụng điện 12V. Bộ này em giới thiệu là bộ 12V này. Công suất con này là 2200W. Sở dĩ cái động cơ 2200 này nó rất là nhỏ là bởi vì nó là động cơ dòng cao, dòng rất là lớn, nó tương đương với lại dòng củ đề ô tô ấy. Vì vậy cái thời hạn sử dụng của nó không thể sử dụng trong theo cái kiểu nguồn chạy 24/24. Tuy nhiên thì sử dụng trong nâng hạ 10-15 phút thì không vấn đề gì cả, và một ngày có thể bấm liên tục cũng được. Ngắt quãng nghỉ thì đấy chính là ưu điểm của nó, giá rẻ. Loại này thì nó sử dụng van điện từ để điều khiển, đây chính là bộ van điện từ. Đấy. Nó đắt là đắt ở bộ van điện từ này so với cái loại bình thường, loại van cơ. Và thứ hai nữa là van điện từ ấy, thì khi sử dụng ấy, chỉ cần kéo dây đến vị trí cần điều khiển là xong thôi, không cần phải điều khiển bằng tay. Đây, nút bấm này. Đấy, bấm lên, bấm xuống. Đấu lối rất là đơn giản. Đấy. Dây dầu thì bên em có các loại là 50, 1m, 1,5m và 2m. Đấy, khách hàng mua loại nào thì xin vui lòng để lựa chọn. Thì bên em sẽ báo giá theo từng loại, nó chênh nhau mấy chục nghìn thôi, không nhiều. Đấy. Thì đây là tổng thể một cái bộ như vậy. Thì khách hàng mua thì liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 Zalo, hoặc là số 0966 818 955. Đấy. Khi lên thì ben nó sẽ lưng bằng điện, và khi xuống thì nó sẽ tự hạ van. Van mở và cây ben tự tụt xuống. Đấy là nguyên lý hoạt động của loại một chiều. Đây, đây là thùng dầu của nó. Thùng này thì dung tích khoảng 7 lít đến 8 lít. Dư sức cho một cây ben. Đấy, cây ben nào cũng có thể dùng được. Cây ben này thì có đặc trưng của nó là 3 đốt. Cây ben 3 đốt và mỗi một đốt là 25cm. Kích thước cơ sở của nó là 40cm. Đấy là các thông số chính của nó. Thì các bạn có thể liên hệ qua Zalo hai số điện thoại trên để chi tiết hơn. Mọi thắc mắc xin liên hệ hai số đó. Cái bộ này rất là gọn nhẹ này, để đâu cũng được này. Nó không bị giới hạn bởi không gian này, có thể để bất cứ đâu chỗ nào trống là được. Sau đó là dùng cái dây dầu này kéo lên này. Đây. Đấu một dây vào đây, dây nguồn vào đây, dây nguồn vào đây là xong. Dây nguồn dương vào đây, dây nguồn âm vào đây. Đấy. Đây là nguồn dương, đây là nguồn âm, đấu vào đây. Đấy.
Còn đây là phần dây điều khiển, trên tay điều khiển rất là dễ rồi. Đấy. Đây là đường ra. Đường ra cũng là đường hồi, duy nhất một cây dây dầu thôi. Bộ này sử dụng thì rất là gọn. Cái này thì có thể sử dụng cho cả xe máy xăng cũng được. Máy xăng cũng dùng được, bởi vì thực tế là điện của nó là điện 12V. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.